Thưa quý vị, tối qua tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia và chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tham dự buổi lễ. Với các thế hệ cách mạng đi trước, các đồng chí tham dự buổi lễ đã trân trọng thắp hương tưởng nhớ, dành sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Trong chương trình Khát vọng hòa bình, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, mỗi chúng ta hãy lắng động tưởng nhớ, dành sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Để có được sự hòa bình này mà hàng triệu người con Việt Nam đã hy sinh, đánh đổi bằng cả máu xương. Dịp này, đoàn công tác của Trung ương cũng đã tham gia lễ hội thảo hoa đăng trên sông Thạch Hãn nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.